Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng, đó chính là cận 10.14 các em nhé. Ok. Thầy sẽ đọc đề rồi thầy sẽ tóm tắt và hướng dẫn các em làm nha. Một biến trở R của biến trở này có giá trị lớn nhất. Như vậy R max nào, R biến trở gọi là ở đây max này sẽ bằng 30 ohm này. Được mắc với hai điểm trở R1 và R2. Như vậy R1 bằng 15 ohm và R2 của chúng ta sẽ bằng là 10 ohm. R1 với R2 các em thấy nè. Và trong khi đó cái anh R2 với R biến trở này á gọi là gì? Song song này, còn anh đây là nối tiếp này. Nhớ chưa? Thành động mạch sơ đồ đây. Trong đó hiệu điện thế không đổi, U của chúng ta là bằng 4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua R1 có giá trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu? Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải tính Imax và Imin bằng bao nhiêu. Và cái sơ đồ mạch điện các em đã thấy cái nào? Đó. Như vậy thì các em thấy cái điện trở R2 và cái điện trở của biến trở là như nào? Song song với nhau này. Các em thấy nào? Đó, song song. Và cái điện trở toàn mạch nghĩa là R1 này với điện trở 2 với biến trở này là nối tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải tính chúng ta cái điện trở tương đương của toàn mạch. Để tính được điện trở tương đương của toàn mạch thì các em sẽ tính R của 2B nghĩa là R2 với R biến trở này trước. Sau đó kết hợp với R1 này nối tiếp là ra được cái điện trở tương đương toàn mạch. Thấy nào? Như vậy sau khi mà các em có cái điện trở tương đương toàn mạch rồi thì chúng ta sẽ tính được cái cường độ dòng điện nhỏ nhất Imin và cường độ dòng điện lớn nhất là Imax. Em hiểu không nào? Imax khi gì? Khi R biến trở này bằng 0. Nhớ giùm thầy nha. Đó. Rồi. Bây giờ thầy sẽ tính cái điện trở tương đương toàn mạch nha. Ta giải. Là có là cái điện trở R2 và R biến trở song song, mắc song song nha. Nên ta có là gì? Theo công thức là 1 của R của 2 cái biến trở này sẽ bằng 1 phần R2 cộng cho 1 phần R biến trở. Chúng ta thấy số vuông 1 phần ở đây R2 là 1 phần 10, 1 phần biến trở là 1 phần 30, đúng không? Như vậy 1 phần R2 biến trở này sẽ bằng là, ta sẽ bấm máy tính nha. Bằng 2/15 nha. Từ đây ta suy ra R của hai biến trở này sẽ bằng là 15/2. Nghĩa là bằng 7,5. 7,5 ohm. Đúng không? Sau khi mà chúng ta tính được R1, R2 và R biến trở hai này nối tiếp với R1 thì chúng ta có này. Vì R1 và R2 biến trở này mắc nối tiếp, chúng ta có. Như vậy R tương đương của toàn mạch nó sẽ bằng R1 cộng R2B ở đây. Như vậy sẽ bằng 15 cộng 7,5 thì nó sẽ bằng là 22,5. Bằng 22,5 ohm. Có được chưa? Như vậy thì sau khi thầy tính được R tương đương rồi thì thầy tính được cái cường độ dòng điện nhỏ nhất. Tại vì hiệu thế chúng ta không đổi là 4,5. Như vậy thì Y nhỏ nhất sẽ bằng là U chia cho R tương đương. Nó sẽ bằng là 4,5 chia cho 22,5. Bằng 0,2 A. Nhỏ nhá, đúng không? Còn bây giờ thầy tính cái cường độ dòng điện lớn nhất. Như vậy Y max này khi mà cái R biến trở này nó sẽ nhỏ nhất. Các em phải hiểu thế, hay lập luận thế. Nhỏ nhất. Nhỏ nhất nghĩa là tương ứng R của biến trở này sẽ bằng 0.
Bằng không thì khi đó chúng ta suy ra cái y mát này nó sẽ bằng y 1 và nó sẽ bằng u chia cho r 1, như vậy nó sẽ bằng là 4,5 chia cho 15 thì chỉ bằng 0,3 mb. Vậy y min ở chúng ta ở đây là 0,2 mb và y max ở đây sẽ là 0,3 mb, được chưa? Đây, bài này các em hiểu thì thầy thấy nó rất là hay, em rất hay. Ok, được chưa nào? Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 11. Các em nhớ làm trước nha. Ok, cảm ơn em, bye bye.